Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Âm Thanh Tín Nghĩa. Thì hôm nay em về được hơn chục con D50S. Thế nên là em làm video để quay cho mọi người xem nhé. Hàng bên em vừa mới về. Đấy. Thì khi mà hàng mới về thì nó nguyên hộp như này. Đây ạ. Đấy. Nguyên tem này. Đấy. Và khi các bác mà nhận được mà các bác thấy cái tem này nó không còn được bằng phẳng như này, nó còn nhàu nhĩ ấy, thì có nghĩa là bên em đã bóc hộp ra để test cho các bác, đúng không ạ? Đấy, khi các bác đặt hàng thì bên em buộc phải mở hộp của chiếc D50S này ra để test hàng cho các bác đấy trước khi gửi đi. Đấy. Còn khi mà bên em nhập về thì nó nguyên đai nguyên kiện nguyên hộp này nó như này. Đấy. Và các bác như các bác xem đây, tất cả những cái số series này, những cái số series ở trên hộp ấy, đấy, nó phải khác nhau, và mỗi con là nó phải trùng với series của máy, series vỏ hộp nó trùng với series máy đấy. Đấy, con này series khác đấy, dưới này không con nào giống series con nào nhé. Đấy, con này là 584, con này là 555, 643, 551. Sang bên này 018, 019. Đấy, 005, 013. Nguyên hộp nó như này các bác nhé. Đây. Tem của nó đây. Có nhiều bác thắc mắc này, tại sao tem nó lại nhỏ thế? Bởi vì là khi các bác đặt hàng thì bắt buộc trước khi gửi hàng thì bên em phải test thôi, test lên bên bên em thì phải bóc hộp cơ chứ. Đấy. Đây, có chứng chỉ 2 led audio. Máy video này em đã test chất âm của chiếc D50S này rồi. Hôm nay thì hàng có về thì em quay cho các bác xem một chút rồi. 12 con các bác nhé. Được là em về được 12 con. Đấy. Về cơ bản thì con Tốc Binh D50S thì nó không phải các bác dùng không phải nghĩ thôi. Chất âm nó khá là hay. Nó sử dụng hai con chip. Nó chính là 9038 Q2M. Em xin phép kết thúc video ở đây nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.